Review Noel Nam Định quê mình cho anh em đây. Click với anh em cả nước một chút về Noel Nam Định. Cụ thể là Hải Hậu quê mình, ở vùng đất mà 40% dân số là người theo đạo, thì Noel là một ngày cực kỳ đặc biệt. Vì Noel hay còn được gọi là ngày Giáng sinh, là ngày kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu. Và ngày này ở quê mình thì rất là vui. Và đó cũng chính là lý do mà dù đi làm xa hay là công việc bận như thế nào thì mình cũng luôn cố gắng sắp xếp thời gian để về quê vào dịp này. Và có thể là do mình chưa được đi nhiều nơi hay là chưa nhiều trải nghiệm về văn hóa vùng miền, nhưng đối với mình thì Noel quê mình luôn là vui nhất. Và hôm nay thì mình có dẫn gia đình nhỏ của mình đi chơi ở giáo xứ Sương Điền, và nhân tiện làm một cái video review cho anh em. Thứ nhất là để anh em bạn bè có thể biết và hiểu hơn về Noel quê mình. Thứ hai nữa là các bạn có thể biết thêm một địa điểm để cùng gia đình mình đi chơi vào mỗi mùa Giáng sinh. À mà đúng hơn là ăn chơi các bạn nhé. Vì không những được chơi mà các bạn còn được thưởng thức rất nhiều những món ẩm thực đường phố. Và tất nhiên là trong dịp Giáng sinh thì ai cũng sẽ nở nụ cười với các bạn như thế này. Và chắc chắn là không thể thiếu được xiên bẩn hay là những môn thể thao xanh chín như thế này. Và về với Hải Hậu dịp lễ Giáng sinh thì các bạn thường xuyên phải thốt lên là wow, ngạc nhiên chưa? Vì đi đâu các bạn cũng sẽ bắt gặp những hang đá đẹp và lộng lẫy như thế này. Và đây mới chỉ là bên ngoài nhà thờ thôi nhá. Và bây giờ thì các bạn cùng theo chân mình vào bên trong nhá. Bên trong nhà thờ mới gọi là đẹp, toàn là gỗ quý với cả sắt vàng thôi anh em. Nhà thờ cũng mới khánh thành được một thời gian, mình cũng không rõ nhưng nghe đâu cũng nhiều trăm tỏi phết đấy. Anh em mà vào tham quan chắc khỏi muốn ra luôn, vì nó to, đẹp kinh khủng luôn ấy. Mà trên video thì mình chỉ quay qua được cho anh em thôi. Và bây giờ thì anh em cùng mình ra khuôn viên của nhà thờ nhá. Ra ngoài khuôn viên thì các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều những bức tượng cử động như thế này, vừa mang tính chất giải trí, vừa mang tính chất văn hóa, lịch sử và rất nhân văn. Và những hình ảnh như thế này thì chỉ có 8X hay là 9X đời đầu như chúng mình mới biết thôi. Còn các bạn Gen Z hay là các cháu thì chắc là không biết, hoặc nếu có thì chỉ biết một ít thôi. Hay là những câu chuyện mang tính chất tôn giáo như là ông Adam và bà Eva ăn trái cấm này, hay là ông Thánh Giuse làm mộc, và còn rất nhiều khung cảnh hay những câu chuyện mà mình không thể lên hết video cho các bạn được. Vì nếu lên hết thì nó quá dài, và nếu được thì các bạn nên đi thử một lần cho biết. Vì thực sự là nó quá đẹp, quá đầm ấm, quá hạnh phúc. Mà yên tâm là chi phí các thứ ở quê mình thì quá rẻ luôn, mà lại còn có cả văn nghệ cây nhà lá vườn của địa phương. Xem free mà lại còn giải trí phết đấy. Video thì cũng dài rồi và bây giờ mình xin phép dừng video ở đây. À mà đường làng ngõ xóm dịp Noel của mình thì nó cũng được trang trí đẹp như thế này đấy. Bye bye anh em, có dịp về Hải Hậu chơi nhá. Anh em Hải Hậu điểm danh phát nhá.